đó là lễ hội Trung Thu đấy. Mỗi năm một lần, vào ngày rằm tháng 8, các bạn nô nức đón mừng, vui lắm. Đêm nay, chị Hằng nghe sẽ đưa hai anh em mình xuống đá chơi. Ừ, nhưng mà chị Hằng làm gì mà lâu thế nhỉ? Chắc là lá trang điểm nhung nhang rồi chứ gì? Anh Cụi ơi, mình cùng gọi chị Hằng đây. Ừ, chị Hằng ơi, chị Hằng ơi. Ơi, chị đây. Chị đang chuẩn bị một ít quà mang xuống trần gian cho các bạn nhỏ đó mà. Hai em làm gì mà kêu ầm lên thế? Chị Hằng ơi, lại đây mà xem nè. Ở dưới trần gian làm gì mà vui lắm. Đâu, để chị xem nào. Có biết điệu múa trống cơm là điệu múa của vùng miền nào không? Đó là miền Quan Họ Bắc Ninh, phải không chị Hằng? Ồ, cụ giỏi ghê. Nhưng mà sao cụ biết vậy? Cách
mặt của mấy bạn ấy là biết ngay á mẹ. Chị xem nè, cùi có giỏi không? Ừ, cùi giỏi lắm. Vào đêm trung thu, ở đất nước Việt Nam xinh đẹp này, các bạn nhỏ đánh trống rộn ràng, ca múa hát, rước đèn dưới ánh trăng rằm, vui lắm các em ạ. Chị Hằng ơi, nghe hai người nói, em xót ruột quá. Mình đi thôi chị Hằng, mình đi thôi anh Cội. Phải đấy, mình đi thôi hai em. Chắc giờ này các bạn cũng đang ngước nhìn lên cung trăng, chờ đón chị em mình rồi. Đi thôi nào hai em. Lại đây ngồi với chị nào. Đêm nay chị thấy các em thật xinh xắn, lại ăn mặc đẹp nữa. Vì sao vậy? Thưa chị, vì đêm nay chúng em đón Tết Trung Thu đó chị ạ. Ồ, vậy hả? Các em hãy kể về đêm Trung Thu cho bạn Thỏ Ngọc và anh Cụi nghe với nào. Anh Cụi, Thỏ Ngọc biết không? Vào đêm Trung Thu, chúng em đi xem múa lăng, rước đèn, phá cổ. Ba mẹ chuẩn bị nhiều bánh trung thu, ngon ơi là ngon. Đêm nay bọn chị đến vui trung thu cùng với các em. Chị có mang nhiều bánh ngon, đồ chơi đẹp cho các em. Đặc biệt là chị mang đến cho các em một câu đố nhân dịp trung thu nữa. Các em có muốn nghe và giải đố không nào? Dạ muốn, dạ muốn. Vậy các em hãy lắng nghe nhé. Đố các em, có một vị lãnh tụ đã đi xa, nhưng tất cả người Việt Nam đều ghi nhớ công ơn trời biển của người đã dành cho dân tộc. Đặc biệt, người luôn dành tình cảm yêu thương và quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Đó là ai vậy? Em đó là bác Hồ của chúng em. Các em giỏi lắm. Vào những đêm trung thu, Bác Hồ luôn nghĩ đến việc chăm lo, mang niềm vui đến cho các cháu thiếu nhi. Bác viết rằng: Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây bác viết mấy dòng, gửi cho các cháu thỏa lòng nhớ thương. Các em có nhớ bác đã viết như thế nào gửi cho các cháu thiếu nhi không? Dạ, em nhớ. Đó là bài Thơ Trung Thu. Em xin đọc cho chị Hằng và các bạn cùng nghe nhé. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, tính các cháu ngoan ngoãn, mặc các cháu xinh xinh, mong các cháu cố gắng thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. Hay quá, hay quá, đúng là hay. Các em ơi, Bác Hồ là biết bao nhiêu việc trên đời, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Trước lúc đi xa, bác để lại bao nhiêu lời dặn dò. Bác mong các cháu trở thành người tốt. Bác dạy con người phải biết đoàn kết, yêu thương nhau, để đất nước được sống trong cảnh thanh bình, để vầng trăng mãi mãi sáng trong. Đất nước chúng mình đang sống trong cảnh thanh bình, đó là nhờ mọi người biết thực hiện di chúc của Bác Hồ để lại trước lúc đi xa đấy các em ạ. Chị Hằng ơi, như vậy chúng em phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cô giáo và làm theo năm điều Bác Hồ dạy, phải không chị Hằng? Đúng đấy em ạ. Mỗi lần trung thu đến, chị lại đi thăm một đất nước. Khung cảnh nơi nào cũng tươi đẹp, bạn nhỏ nào cũng dễ thương. Chị mong muốn mọi người trên trái đất biết đoàn kết, yêu thương nhau, chung tay góp sức để cho hành tinh này
ngoài mãi mãi mang một màu xanh của hòa bình và tình thân ái. Các em ơi, hãy cùng nhau nắm chặt bàn tay, cùng Trăng Sao và cùng chị đến với những ước mơ tươi đẹp. Các em có đồng ý không? Now